Vòng đấu đầu tiên HPL S11 cũng đã khép lại, cùng với rất nhiều cung bậc cảm xúc được tạo ra bởi các đội bóng và khán giả thủ đô. Sau 11 năm tổ chức, HPL luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những fan của bóng đá phong trào, nơi mà bất kỳ cầu thủ sân bảy nào cũng muốn hòa mình vào bởi không khí náo nhiệt mà chỉ có bóng đá phủi mang lại. Những năm trở lại đây, bóng đá sân bảy đang dần khẳng định địa vị của mình ở khắp mọi miền tổ quốc, và cũng bởi lẽ đó, sự đầu tư của các ông bầu đội bóng cũng bài bản và chuyên nghiệp hơn. HPL S11 năm nay cũng không phải là ngoại lệ khi khán giả đang được chứng kiến những dấu ấn đáng kể của những cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại các hạng đấu của bóng đá quốc gia. Ngay sau đây, hãy cùng điểm tên một số gương mặt nổi bật đang khoác áo các đội bóng tại HPL S11 và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Sao Sân 7. Trong số các cầu thủ theo diện chuyên nghiệp được đăng ký thi đấu cho các đội bóng tại HPL, ở vòng đấu đầu tiên đã có ít nhất 4 cái tên đáng chú ý được các huấn luyện viên tung vào sân. Đó là Bùi Long Nhật, Đại Từ FC, thủ môn Nguyễn Duy Dũng, Tùng Anh FC, Trần Gia Huy, Tùng Anh FC và cái tên cuối cùng là thủ môn Hoàng Trung Phong của Phoenix FC. Có một điều đặc biệt ở đây, 4 cầu thủ được nhắc tên đều đã và đang khoác áo cho câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình, hiện đang chơi tại giải hạng nhất quốc gia. Trong số đó, 3/4 cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hòa Bình. Duy nhất trường hợp của Nguyễn Gia Huy đang khoác áo tại câu lạc bộ Phú Thọ sau nửa đầu mùa giải chưa thực sự thành công trong màu áo của đội bóng Tây Bắc. Bùi Long Nhật. Đầu tiên, hãy cùng đến với Bùi Long Nhật, tiền vệ của Đại Từ FC, người được mệnh danh là Quang Hải đệ nhị. Ngoài những tân binh được đưa về từ các miền tổ quốc, đây có lẽ cũng là một trong những sự bổ sung chất lượng của đội bóng xứ Trà tại HPL S11. Trước đó, Long Nhật đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả phủ thủ đô khi từng thi đấu trong màu áo của Việt Phương Đông tại HPL S10 và cả MUVN. Sinh năm 2001, Long Nhật bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình tại lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ gốc Thái Bình sở hữu chiếc chân trái vô cùng khéo léo. Tuy nhiên, thể hình Long Nhật lại tương đối nhỏ con, và đó cũng chính là điểm tương đồng với đàn anh Quang Hải của mình. Và cũng chính từ điểm tương đồng với đàn anh của mình tại câu lạc bộ Hà Nội mà biệt danh Quang Hải đệ nhị đã ra đời. Hiện tại, Bùi Long Nhật đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hòa Bình tại giải hạng nhất quốc gia theo dạng cho mượn từ đội bóng thủ đô. Đến với HPL S11 năm nay, Long Nhật khoác lên mình màu áo Đại Từ FC và cầu thủ số 19 đã xuất sắc có ngày cho mình cú đúp trong ngày khai màn. Hãy cùng đến với nhân vật tiếp theo trong video ngày hôm nay, Nguyễn Duy Dũng. Cùng là đồng đội của Bùi Long Nhật ở câu lạc bộ Hòa Bình, thế nhưng bên kia chiến tuyến tại sân chơi HPL, Duy Dũng đang khoác lên mình màu áo của Tùng Anh FC. Cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng thủ đô, Duy Dũng đang có cho mình mùa giải thứ 3 cùng với Hòa Bình FC. Thủ thành gốc Đông Anh Hà Nội đã có màn trao sân cho màu áo của Tùng Anh tại HPL S10 và vẫn tiếp tục được tin tưởng giữ trọng trách trong khung gỗ của Tùng Anh FC tại HPL S11. Tại mùa giải năm ngoái, Duy Dũng cho thấy bản lĩnh bằng những tình huống ra vào hợp lý cùng khả năng phản xạ tuyệt vời trên sân bảy. Trong hiệp 2 trận đấu của Đại Từ FC, thủ thành 21 tuổi thể hiện rõ nét mác dân truyền khi liên tục từ chối bàn thắng của đối thủ. Tại vòng đấu mở màn năm nay, đối đầu với một trong những tân binh của giải đấu là TIG FC, Tùng Anh hừ hừ khí thế khi có trong đội hình 3 quả bóng vàng HPL. Thế nhưng trong một ngày mà thần may mắn đã bỏ quên những chiến binh áo xanh, thì chú tư Công Chiều Khúc cùng Long Tô Z lại quá xuất sắc. Và thật không may cho Duy Dũng khi phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần trong ngày HPL khai màn. Hoàng Trung Phong. Trái với những người đồng đội của mình tại câu lạc bộ Hòa Bình, thủ môn Hoàng Trung Phong lại có cho mình danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Hoàng Trung Phong sinh năm 2001, thủ thành người Tuyên Quang sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa giải 2023 đã đi tìm thử thách mới tại câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình. Tại giải hạng nhất năm nay, Trung Phong đã gặp phải một chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu suốt nửa đầu mùa giải. Sau khi bình phục hoàn toàn, Phong đã có thể trở lại tập luyện và thi đấu. Đến với sân chơi HPL được 2 mùa, Trung Phong chia sẻ cảm thấy tự hào khi là người được tận hưởng bầu không khí đặc biệt của sân chơi này. Ở ngày ra quân vừa qua, thủ thành này đã có màn thể hiện 10 điểm và góp công lớn trước chiến thắng rất quan trọng cho Phượng Hoàng Tím trước Anh Pháp. Dưới thời tiết mưa lớn, không dưới 5 lần trong trận đấu, Trung Phong từ chối hàng loạt cú bắn phá của đối thủ. Và chỉ một lần duy nhất, thủ thành gốc Tuyên Quang phải chịu thua trước đối thủ. Đó là cú sút quá khó của Phùng Viết Trường bên phía đại diện xứ Nghệ trước hàng loạt sức ép. Bản lĩnh và tài năng của thủ thành 23 tuổi đã giúp Phoenix đứng vững và bảo toàn 3 điểm. Và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Trung Phong đã trình diễn. Trần Gia Huy. Và cuối cùng, Trần Gia Huy, hay người ta còn gọi anh với cái biệt danh siêu nhân Gia Huy. Sở dĩ Gia Huy có biệt danh siêu nhân
Có lẽ bởi nếu ai theo dõi cầu thủ này, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy được phần nào sự gian nan trên con đường sự nghiệp của anh. Trước khi bắt đầu tại lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai GMG, Giao Huy từng gặp vấn đề lớn về thể hình và thật khó để có thể bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số, ngay cả khi cầu thủ này sở hữu một cái chân trái ví như Messi Việt Nam. Thế nhưng, với niềm khao khát được chơi bóng, Giao Huy vẫn vượt qua tất cả với sự giúp đỡ từ các chuyên gia dinh dưỡng và đội ngũ y tế. Hiện tại, Giao Huy đang khoác áo câu lạc bộ Phú Thọ. Trước đó ở đầu mùa giải, tiền vệ quê Thanh Hóa chưa thực sự có phong độ tốt tại câu lạc bộ Hòa Bình. Trở lại với HPLS 11, tân binh Trần Giao Huy trình làng khán giả phủ thủ đô trong màu áo của Tùng Anh FC. Việc nổi danh từ rất sớm khi còn là cậu nhóc 10 tuổi cũng khiến tiền vệ sinh năm 2003 nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tuy chỉ vào sân ở hiệp 2 và chưa có nhiều thời gian để thể hiện, nhưng chắc chắn đây sẽ là một nhân tố đáng gờm tại sân chơi HPLS 11 năm nay. Điểm qua một vài cái tên hàng chuyên được ra sân trong vòng đấu đầu tiên, các bạn thấy ấn tượng với cầu thủ nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên, các bạn đã xem video này trên kênh Sao Sân 7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.